Đáng sợ quá. À, thôi không được đâu, không giết cái này được. Chỉ chọn thôi, sao mà mình sẽ được ăn cái món? Không ăn được luôn. Thôi không ăn được ếch cùng chuột thì đó vậy không ăn. Cái này á chỉ là cái mô hình sinh vật sống động thôi. Còn khi mà mình thắng á thì mình sẽ được chương trình cung cấp nguyên liệu đã được chế biến rồi. Mình chỉ từ đó mình làm món ăn thôi. Cho nên là em không ăn được ếch đúng không? Nhưng mà em ăn được chuột mà chẳng qua em chưa ăn thôi. Thì bây giờ anh nhường cho em thắng á, để cho em lấy con chuột. Thôi giờ vậy đâu quân tử, chơi đi. Ừ rồi chơi đi, chơi đi. Chuyện anh thắng thì anh muốn cha là chuyện của anh ha. Bây giờ hồi nhỏ em hay chơi cái gì? Chơi có cục phấn không? Nữa. Đá gà hả? Đá gà vậy hả? Hút vô bụng nhau hả? Chơi cái trò gì mà chấn thương vậy? Vậy em không có hút bụng. Trên cơ thể mình hút chuột nào cũng muốn chết đó. Thôi kệ, lâu lâu anh chuột cũng sao. Trời ơi, mình là cô gái miền Tây mà. Miền Tây thì nổi tiếng là chuột nướng mà đúng không? Ừ, chơi. Chơi. Lật rồi. Cái này quân tử nha, chơi là chơi thiệt nha. Không thì đó, chơi thiệt đó. Anh nghĩ anh hút cái lèm bay ra rồi đó. Anh nghĩ anh hút cái lèm bay ra rồi đó. Rồi, 1, 2, 3. 2, 3. Không, không, giường đâu. Không. Rồi. Hai. Ba. Hai không đúng không? Ê, không lẽ không được cái nào? Hãy có chiêu rồi, hãy chơi có chiêu thúc đầu cho bụng tay. Tiếp à? Không, không thúc đầu cho bụng nữa. Vô. Vô. Hai. Hơi. Vậy là coi như là 3-0 đúng không? Coi như là chúng thua tuyệt đối nha cả nhà. Không có gì phải đấu họ hết. Mấy cái chuyện đá gà này, ui, mình đâu phải gà đâu, mình đá hay được. Thôi em lấy con chuột cho. Anh lấy con ếch đi, hồi em nói thịt gà. Anh lấy con ếch đi, hồi em nói thịt gà. Ủa, con chuột này nó không phải là màu trắng hả? Chuột đó là chuột bạch ông ơi. Chuột phòng thí nghiệm. Mà con này là chuột đồng đúng không? Hả? Nặng lúa đúng không? Ừ. Rồi, chương trình mình nguy hiểm vậy đó. Hồi sáng thấy trứng trứng rồi đúng không? Tưởng đâu là ốp la hay ốp lết thôi không? Làm cho trứng nướng ống tre cực gần chết. Không, bây giờ em mới chọn nguyên liệu khó mà. Giống như chuột thì làm có hai món nè. Một là nướng, hai là chiên. Chứ em nghĩ đi, trứng thì cũng có một vài món cơ bản thôi. Làm gì mà cho nướng ống tre trên trời rơi xuống không? Cho nên á, giờ ước sao mà cho lỡ lên tờ giấy lên mà thấy ghi là chuột luộc chứ ếch luộc á, là mình coi như là mình sẽ đơn giản hơn một sáng. Không, em nghĩ không đơn giản đâu. Chốt lại. Nhi nhìn thấy sợ. Đội của mẹ năm em là chọn chuột, còn đội của ban quân chung là sẽ chọn con ếch. Món với chuột là chuột chiên mắm nhỉ. Thấy chưa? Giống như gà chiên mắm không? Còn món với ếch sẽ là ếch bắp bắp chuối. Chuối nữa. Hèn gì cả ngày hôm nay chuối hoài luôn á. Cắm đầu cắm cổ ra khỏi cái vòng nè, tại ăn chuối sáng nè. Rồi, bắt đầu nấu nha. Còn nấu muối để làm gì? Xào. Một món quay lệ ha. Hoặc là lúa. Thôi cái này nó hơi nhiều á nha. Mình nấu canh này là cỡ bằng một cái chén khổng lồ á. Nó ngứa, nó lấy chân rồi nó gãi người luôn. Thì tất nhiên rồi, ai chẳng vậy. Đây, có chun chun. Chị giúp em ăn em ra như thế đó. Vâng, không được. Ba là cây nến vàng. Mẹ là cây nến xanh. Con là cây nến hồng. Ba cây nến lung linh. Ba ngọn nến lung linh. Ông nói là nến đỏ. Ba nói là nến vàng. Hai tay là cuộc sống. Cuộc đời tôi rất là xui. Vui. Không, cuộc đời tôi rất là xui. Sao xui? Thế cuộc đời vui mà. Đúng rồi. Ừ thì cũng vui, nhưng mà cũng xui. Cũng vui, nhưng mà cũng xui. Hay là mình đi vào được chưa vậy? Ok đi chị, đi về. Hò vô ta mà. Về nhà thôi. Đi. Cầm giùm ơi. Anh bế nó đi, anh bế nó đi. Rồi, 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 đem cầm cho. Anh bế đi. Trời ơi, bế nó giùm ơi. Nhưng mà sao anh chị
chị làm cho em bế đi. Thôi thôi, em không biết bế. Hả? Nó sợ không? Em bế kìa, bế kìa. Đỡ mày. Ôm nó vào. Cô ơi cô có thể bế con này lên để cho con ôm được không cô? Chỉ có ba tụi con đi chăn cừu để cho nó với ăn lại cho thôi. Nó ăn nó rồi cũng được. Cảm ơn cô bác. Bác chứ đi đi. Cảm ơn đi. Thôi xong. Bê cái này còn nặng hơn nữa. Còn em Út thì là ngủ ở nhà ngủ à. Không có ngủ. Út sao ngủ lì quá vậy? Út ơi. Nghĩ là nên kêu em bé dậy á. Em bé ngủ thấy chịu, em bé mệt á. Đầu rồi con ơi. Dạ, tôi ngủ. Mệt á, bị mệt, ngủ nhiều mệt á. Cũng mấy tiếng một hồi. Vậy tập thể dục nè. Vậy mình đi chơi. Mấy anh chị đi chơi rồi kìa. Vậy mình đi bắt ốc với mấy anh chị không ơi. Đi. Dạ chơi. Từ từ em tỉnh. Tối tỉnh nè. Từ từ em tỉnh lại. Em còn đang chìm trong giấc mộng. Thôi vậy em ngủ nữa đi. Em bé ngủ đi. Mình khiêng con ở đây nè. Cho nó hướng ngay cái hướng quạt. Đi khiêng em. Không kéo, không kéo, chỉ cần kéo thôi. Thôi vậy cho nó mát đi. Mát rồi đó. Cho ông ngủ đi. Đi ra ướp gia vị. Cố lên, đừng con gái miền Tây. Con về dạy con làm cái này. Làm đi, chứ sao cũng làm à. Ba mẹ. Ôi, về rồi kìa. Thôi, rồi mình lãng ra đây, mình lãng qua, mình lấy cái này. Ba mẹ ơi, con ơi, mệt không? Mệt không? Mệt không? Con đã giải cứu gia đình mình rồi đấy. Trời ơi, giỏi vậy ta. Hai em. Làm bà dê kìa trời. Một rổ đâu muốn luôn. Hay vậy ta. Ghê chưa? Con hay chưa? Ủa? Dời. Con bê em nổi luôn hả? Nhưng mà em nó xuống hoài à. Giờ về tới nhà bảo em xuống đi. Cho em đi bộ vô. Cho chuồng em. Rồi dẫn em vô chuồng đi. Xong rồi mình còn đi bắt ốc nữa. Trời ơi, con ốc có xíu vậy thôi. Có tưởng là con cua. Sao mà bắt cua được? Mấy bắt cua không? Dạ cua không luôn. Không à, con dẫn em vô chuồng đi. Dẫn con không muốn bắt đi. Cua đi. Đi. Vô luôn con. Từ từ nha, để mở cái chuồng ra. Rồi. Bảo em vô. Ủa em có vẻ hiền luôn nè, không có lam sùm nữa ha. Hồi nãy chưa quen á. Bởi vì là em thích ở chuồng con. Em thích ở chuồng con. Rồi. Ra ngoài thôi.